Thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2021. Quyện Xuyên Mộc, số đối tượng đã được phê duyệt 32.327, số đối tượng đã chi trả 32.311 với số tiền 64 tỷ 424 triệu 820.000 đồng đạt tỷ lệ 100%. Quyện Châu Đức, số đối tượng đã được phê duyệt 28.361 Số đối tượng đã chi trả 28.125 với số tiền 43 tỷ 512 triệu 820.000 đồng, đạt tỷ lệ 99,2%. Thị xã Phú Mỹ, số đối tượng đã được phê duyệt 26.553, số đối tượng đã chi trả 25.008 với số tiền 40 tỷ 101 triệu 245.000 đồng, đạt tỷ lệ 94,2%. Quận Long Điền

thành phố Bà Rịa, số đối tượng đã được phê duyệt 31.231, số đối tượng đã chi trả 28.581, với số tiền 50 tỷ 108 triệu 650 000 đồng, đạt tỷ lệ 91,5%. Quyện Đất Đỏ, số đối tượng đã được phê duyệt 19.136, Số đối tượng đã chi trả 16.683, với số tiền 27 tỷ 968 triệu 068 000 đồng, đạt tỷ lệ 87,2%. Quyện Côn Đảo, số đối tượng đã được phê duyệt 5.281, số đối tượng đã chi trả 4.322, với số tiền 9 tỷ 189 triệu 860 000 đồng, đạt tỷ lệ 81,8%. Tổng số đối tượng, số đối tượng đã được phê duyệt 234.797, số đối tượng chi trả 220.064, đạt tỷ lệ 94%. Như vậy, tính đến ngày 12 tháng 9 đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau. Tổng kinh phí đã được phê duyệt 397 tỷ 872 triệu 510 ngàn. Số tiền đã được chi trả là 364 tỷ 290 triệu 718 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 92%.